Xin chào mọi người ha. Tối nay mình lên cho mọi người cái con Lenovo ThinkPad X270 nha mọi người. Mình quay rõ về cái ngoại hình của nó. Nói chung là cái mặt này thì cũng tương đối, tại vì cái dòng á mà X270 đó là cái nhung á mọi người. Nó nhung á, cho nên là mình nhìn nghiêng á thì ví dụ như nhìn nghiêng hoặc là nhìn đứng á thì mỗi ví dụ như những cái gì mà nó hiện ra là nó hiện ra rõ lắm, tại vì cái màu đen á nên là nó kén, khi mà nhìn nó thì nó khó chịu, nhưng mà cái mặt này cũng tương đối được á mọi người, không không tới nỗi nào. Biết là ban đêm thì quay có được rõ lắm không. Đây cái mã ha, cái con này là 09393 đó, nó dùng cái gì hả, cái sơn của nó đó mọi người, nó còn cũng còn một ít kim tuyến lấp lánh kìa. Mọi người coi cái cấu hình của nó nha, con này á là nó rất là gọn, tiện, pin thì trâu nữa, tại vì nó hai pin lận. Tìm hiểu cái cấu hình của nó. Này là màn hình 12.5 inch nha mọi người. 12.5 inch. Mọi người coi phím ha. Phím bình thường ở bên Nhật á, người ta chuộng cái dòng Lenovo ThinkPad lắm, cho nên là người ta sử dụng rất là nhiều. Con này là phím còn ok đó mọi người, phím cũng ít bóng. Đây nè, cái dưới cái bóng đèn nó hơi bị chói quá. Đây mình đem ra đây mình để cho mọi người xem rõ hơn. Đây ha. Đây. Nói chung là cái này là con này là tương đối đẹp. Cũng được. Nha mọi người. Mình quay vậy chắc rõ ha. Màn hình là 12.5 inch. Và con này là nó full HD luôn đó mọi người. Rất là đẹp. Đây, chỉ mỗi chỗ này thôi. Mọi người nhìn nha. Thứ nhất là bề mặt ở ngoài đó, là nếu mà theo mình thấy là mình thấy cũng tương đối ok rồi. Phím là con này là cũng cũng được, không có bóng lắm. Đây nè, zin nguyên bản nha mọi người. Con nhả ra kia đi. Cái gì ha? À, đây, mỗi chỗ. Đâu rồi? Có một cái chỗ nó... À đây đây, mọi người thấy không? Đây nè, cái chỗ này là do vận chuyển á, nó có nứt nhẹ, nhưng mà nó trên cái tấm nhựa này nha mọi người, không có ảnh hưởng gì ở bên trong hết trơn á, nó rất là khó thấy luôn. Đây nè, mình thấy nó có nứt nhẹ nè, tấm nhựa thôi nha mọi người đó. Thì thật sự ra không để ý thì cũng không thấy, tại vì nó rờ nó cũng mịn, nó không có bị cộm không gì hết trơn á, nó không có ảnh hưởng nhiều. Đây nè. Đó nha mọi người, có một cái đường nứt nhẹ đây ha. À, đó, mình có nói rõ như vậy. Cái cấu hình của màn hình full HD nha mọi người, 12.5 inch thì rất là gọn luôn á. Bỏ cấp xe cái con này á, là bình thường mình thấy là mấy người mà họ đi công trình á là họ thích cái con này lắm. Có thể là bỏ cặp hoặc bỏ cái cấp xe rồi đó mà pin lại trâu nữa. Cấu hình của nó nha. Con này á là SSD là 256GB nha mọi người. Thường thường á là người ta hay hạ SSD xuống, ví dụ như X270 á về mà người ta thường thường á là có SSD của người ta là chỉ 128 thôi, nhưng mà do cái con này mình mua từ Nhật về á là nó sẵn SSD 256GB, cho nên nhà mình giữ nguyên luôn chứ không có hạ cái cấu hình gì hết trơn, nó sao là vậy hết. Nên mọi người cứ yên tâm, máy thì zin nguyên bản. i5 nè mọi người, 6300U. À, RAM này là 8GB nha mọi người. Con này là con ThinkPad X270. Đây nè, mọi người nhìn cái này nè. Đó, cái chữ nó là X270 nha mọi người. Mỏng, đẹp, gọn. Rất là tiện, màn hình Full HD nè. Màn hình Full HD. Đây mình mở cho mọi người xem. Nó rất là nhanh luôn á. Dòng ThinkPad nhanh, xài sướng lắm mọi người. Đâu rồi? Đây là màn hình Full HD nha mọi người. Màn hình, cho nên nhìn màn hình rất là mịn và đẹp. Là cái này là gọn, học online, làm văn phòng, sách đi, sách lại rồi cũng rất là tiện, gọn ha. Mình báo giá cho mọi người cái con này á, là máy kèm sạc luôn nha mọi người. Sạc zin của nó luôn là tình trạng như nãy giờ mình mô tả đó. Con này á, là 4,9 triệu nha mọi người. Máy kèm sạc X270. Cái của nhà mình là SSD 256GB. Cái lỗi là giống như mà mình nói đó. Đây nè, cái chỗ này đâu rồi. Đây nè, mình quay rõ, không biết mọi người có thấy rõ không. Đây chỗ này thôi nha.
Đó, có một cái đường nứt là do vận chuyển về, mình nghĩ là do nhà mình chuyển nhiều máy quá rồi khi chồng lên nhau á, rồi cái vận chuyển thì cái là nó có nứt một chút xíu. Phím thì đối với mình là mình thấy là nó tương đối, nó không có bóng nhiều lắm. Tại vì bình thường thì giờ này mình mới rảnh, cho nên là mình review thì mình không có đem ra ngoài sáng được. Bởi vì cái ánh sáng ban ngày thì mọi người sẽ thấy cái độ đẹp của nó, cái độ mới của nó, hay là cái đánh giá tình trạng máy được. Mình quay cũng tương đối rõ cái con này là mã của nó, là mình sẽ lấy, ai mà mua con này thì mình sẽ lấy đúng cái con này cho mọi người ha. Là cái này là 9393 nè mọi người, cái này là cái mã mà đánh dấu cái mã hàng, cái mã của cái mỗi máy, nó có mỗi cái mã mình mua từ bên Nhật về, mọi người cứ yên tâm. Đây, cái phần lưng cho mọi người còn đẹp đây nè, còn đẹp nha, gì hết 4,9 triệu một con máy. Con máy này dòng trâu bò mọi người, nó có hai pin. Từ từ để mình nói về cái chuyện hai pin của nó nè mọi người. Ví dụ như nó đang đâu rồi nhỉ, ví dụ như mà con này nó đang chạy đúng không, xong rồi mình rút một cái pin ra thì nó vẫn như vậy, nó không có bị tắt nha. Là nó có hai pin đó mọi người, pin ở trong máy với lại pin ở ngoài đó. Bình thường kia thì chỉ có một pin thôi, mấy cái dòng này đã nổi tiếng trâu bò luôn á. Ai mà người ta rành nó thì người ta biết, còn cái này là mình cũng biết sơ sơ nên mình này bấm về hả ta. À đây rồi, đây rồi, đây rồi, từ từ mọi người chờ chút xíu nha, mình tìm hiểu kỹ về nó. Đây nè ha, nó hai pin cho nên nó báo nè, một với lại hai đó mọi người. Con này rất là trâu. Pin này thì mình bao cho mọi người là trên 2 giờ nha mọi người. Trên chắc chắn là trên 2 giờ rồi. Pin tốt, máy kèm sạc 4 triệu 9. Ai mua thì liên hệ mình, có thể là cọc rồi mình code cho mọi người. Đúng cái con này luôn ha. Mọi người đó là cái con này mình cập nhật giá nha, tại vì hôm trước tháng trước đó là giá nó cao quá mọi người. Tháng này là giá nó xuống rồi đó, nó còn 4 triệu 9 thôi nha mọi người. Nó chỉ có bị một chút xíu này thôi. Thường thường nếu như con này mình đang nói nha, nếu như con này mà nó không có bị như vậy, nó bình thường thì mình cũng bán giá này luôn. Đó là mình nói như vậy. Nó bị này thì đối với mình cảm thấy là cũng không có ăn thua gì. Nhưng không phải là vì bị nứt như vậy mà bán giá vậy đâu. Hay là vậy, cái con này đúng như vậy thôi ha mọi người. Cứ cân đối, có thể là tìm hiểu. Rồi ai mua được á, thì inbox cho mình, còn ai không mua thì cũng tham khảo máy ha. SSD 256 GB. Cảm ơn mọi người.